Hello anh em nha, cảm ơn tất cả anh em đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vào vai anh chàng Toro Gia Châu này đi support cho team nha. Ở cái con game Liên Quân Mobile. Đây là một cái con game mà mình mới bắt đầu lại chơi lại anh em ạ. Sau một thời gian mình chơi khá lâu, mình thử phát triển con game này xem sao. Này, anh Gia Châu húp luôn, chạy đâu các bạn ơi, một mình chống cả băng đảng cướp rừng luôn này. Đội bạn chơi, mình đang chơi team 5 năm, anh em chơi team 5 năm đây. Đúng rồi, đội bạn toàn lâm tặc thôi, cướp rừng anh em ạ. 4 đứa luôn. Mình nhìn thấy đâu đó ở đây 4 đứa luôn. Nó để cướp rừng của chúng ta anh em. Ôi nó cướp mất rừng rồi. Con Bram thì nó cướp mất rừng của anh em rồi. Mình sẽ đi úp được một thằng nào đó, úp chết con Bram này luôn. Úp Bram anh em ấy. Ăn được đấy. Mình sắp hồi húp rồi. Hay lắm anh ạ. AD mình đánh hơi hay luôn. Con tướng đấy là con tướng mới mà mình không biết tên nó là gì luôn đấy. Cỡ game Liên Quân này mình nghỉ lâu quá rồi, tầm hơn 1 năm rồi. Ra tướng mới mình còn chả biết tên tướng là gì, chiêu thức là gì, cứ chơi dần từ thôi. Chơi vui là chính anh em ạ. Cứ thấy cái skill nào trông nó nguy hiểm là mình chạy thôi. Thương hiệu của mình thì chắc là vị trí nào mình cũng chơi được, nhưng mà không vị trí nào chơi giỏi cả. Gọi là tấu hài cho anh em xem là chính. Giao lưu tâm sự tuổi hồng với anh em nữa. Giờ này thì chắc pro của khó là nhỏ. Cũng già rồi, bây giờ thường cái giai đoạn thần đồng người ta thì từ 13 tuổi trở lên, thần đồng 13, 14, 15 tuổi, nhưng chứ không có thần đồng nào U50 đâu nhỉ. Viên thủ thần đồng đâu, tài năng trẻ U50 cả đấy. Với cái vị trí support thì quan trọng là anh em ramming với cả kiểm soát bản đồ, gọi là kiểm soát bản đồ tốt cho những người chơi AD, người ta có chống trải vị trí để farm. Anh em bao quát được vị trí các bước di chuyển của rừng đội bạn, rừng bên mình, mid đội bạn, mid bên mình thế thôi. Vai trò của support quan trọng, giữ được cái vị trí như vậy, bảo K3D ra vào combat, mở giao tranh combat và rút ra một cách an toàn, không khít mạng. Một anh Gia Châu như này thì nó hội tụ đầy đủ tất cả các kỹ năng rồi. Húp để có thể bảo vệ AD quá, cho thời gian AD bên mình bắn. Cái mở ulti, cái ultimate của cái con Châu này nó tên là gì ấy? Skill thì mình sẽ không nhớ tên nó là skin gì đâu. Đấy, anh em này lao vào này, húp phát nó lại húp mà. Mình chỉ nhớ cái skill thứ hai của con Toro là nó loại bỏ hiệu không chế. Ôi rồi chết rồi, phải AD mình là chắc chết thôi, bỏ AD rồi anh ạ. Ở lại thì cũng không làm gì được ấy, ở lại thì cũng chết chắc. Nếu mà của đấy chảy cối thì có thể giết được elite đấy, nhưng mà rừng nó có thể giết được luôn mạng của mình. Nhưng mà mình không nên cho rừng đội bạn xanh, theo mình nghĩ là vậy nên mình quyết định rút. Cá rút thôi. Về trang bị khi lên chơi con Toro này thì mình nghĩ từ mùa trước đến giờ, mùa cũ hay tất cả các mùa thì nó thiên về những khả năng chống chịu. Khi bạn mà có nhiều con tướng chơi sát thương vật lý thì mình lên giáp. Nếu mà tin bạn nhiều sát thương phép thì mình lên giáp phép. Khá đơn giản. Cái trận này là mình được chơi team 5 năm đây. Có nhiều anh em viewer khá pro rồi. Quay xe được đấy. Green nut đúng không? Con đấy như là con là bộ Green nut quay xe được anh ạ. Edit nó định ra đây, nó ăn hùm những đuổi. Ui thật nha. Đấy, bây giờ mình sẽ câu kéo thời gian để cho team mình ăn thực rồng. Mình nghĩ là mình sẽ thoát được. Đấy là phải thoát anh em nha, không mà đứng gần đấy mình chết đấy. Ôi không rồi. Úi trời ơi, đầu dễ thế, bảo K3D ngay ra vào combat, nó cứ phải gọi là chuẩn chỉ luôn. Anh nông dân Gia Châu Về cái phần là cái đồ thì mình nghĩ con Toro này lên là đồ giải phép, giải kháng hiệu ứng, cái đồ hỗ trợ anh ạ, giải chói, cái đồ giải chói. Cái trang cái skill hỗ trợ thì có thể lên cấp cứu nha, mình nghĩ chỉ lên được cấp cứu là hợp lý nhất thôi, ngoài cái cấp cứu ra thì chẳng có cái skill gì khác hợp lý cả. Ví dụ như anh em solo thì anh em có thể chơi bộc phá các kiểu gì đó, mình lao bằng thịt à. Ui rồi làm nhẹ nhàng mạng thôi. Chứ con Toro này được cái là anh em đi chậm chậm, né skill độ bạn các kiểu, gọi là tổ lái ấy. Đánh võng là lướt, đáng định cai hết mạng nhưng không thành công. Tiếp đấy, và tăng trụ cho team mình ăn cái mạng mid thôi. Con Toro nó trâu lắm, mình giết được nó mất thời gian hơi lâu ấy, đơn giản như đang rổ đậu. Úi rồi ra vào có phát, lại một phát hút nữa này, hút luôn, tăng khỏe mà, tăng khỏe cực các nhỏ, cứ phải gọi là easy the best luôn. Đấy, các bạn thấy mình là đánh kinh không, ghê không? Kinh doanh này thì hiện nay kinh doanh mà mình làm clip này thì chắc nó cũng chỉ danh kim cương thôi ạ. Danh kim cương thì chắc đa phần nhiều anh em bảo là gà, thì mình cũng chơi gà mà, nên là thôi làm clip chém gió anh em trong sự tổn hồng, không còn gì chơi cả, đi loanh quanh nên tung đây các kiểu luôn. 18-2 này thì đậu bạn chắc cũng không còn cửa rồi nhở. Cái team 5 năm này là không còn cửa đâu. Mình cứ đi loanh quanh trong rừng thôi, kiếm được anh chị em nào đi lạc. Tất cả cái đội hình này snowball sớm quá anh em, những tầm này 13 19 3 rồi thì đội bạn không lật được nữa rồi, giờ chỉ có lật mặt đấy chứ sao lật được kéo. Lật mặt là team mình fit cho team bạn xanh lại, chứ team bạn chị rồi chị chết, không thể lật kèo nữa. Đấy là bây giờ mình đi tổ lái cho anh em xem đây này. Đấy, nhìn giữ khi khó chịu đội bạn cũng dễ được. Đúng giờ mình đi câu kéo skill ulti của đội bạn thôi, giả vờ ra vào combat nhưng mà thực ra là không, câu kéo ulti nộ team bạn. Bây giờ đội bạn muốn công cũng được mà muốn thủ cũng không xong, cực kỳ khó luôn. Đấy, khống chế không cho đội bạn ra hỗ trợ với nhau, tách ra, tách hoàn toàn đi bạn ra, không cho các team bạn stick vào với nhau nữa. Team mình về vào combat anh em, combat luôn, ulti vào combat này, đúng rồi, theo mình, tất cả anh em theo tôi. Úi dồi ôi, combat luôn, com thị văn mát. Anh em nhìn nào, trụ bắn mình còn lâu mới chết, nó bị trâu luôn. Bây giờ là về lên một vài món đồ, tính ra thì không cần thiết lên cái giáp đâu anh em ạ, cái giáp băng này, đến giáp băng đó. Vì team bạn là bây giờ khỏe rừng phế rồi, rừng phế rồi, có hai con support với cả con mid thì nó còn đỡ kinh một chút. Kháng cái của con mít này, con Chrissy thì chắc nó còn sát thương nhiều hơn đấy, bắn nó còn có khi còn mạnh hơn so với mấy con từ AD con mít. Đấy, tiếp tục giao tranh nữa anh em, là con bát thôi. Trận này thắng khá đơn giản, easy, 10 phút easy. Là win rồi anh em ạ. Clip của mình cũng xin lại ở đây thôi nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Bye bye anh em.